Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta được trở lại với tiết mục Người Kitô Hữu Trong Thế Giới Hôm Nay. Hiện diện với chúng ta trong chương trình hôm nay là Linh Mục Matthew Nguyệt Khắc Hy. Ngài thuộc Tu Hội Xuân Bích, tỉnh Hoa Kỳ. Hiện Ngài là Giám đốc Đại chúng viện Mẹ Lên Trời tại thành phố San Antonio, tiểu bang Texas, và cũng là giáo sư thần học tại trường thần học Oakland School of Theology ở San Antonio, Texas. Chúng con xin kính chào cha. Xin cha gửi lời chào đến quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chào quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Vâng. Kính thưa cha, một vài quý khán thính giả đã gửi về một số câu hỏi cho chương trình ngày hôm nay. Con xin được phép gửi đến cha câu hỏi đầu tiên xoay quanh cuộc sống của người Kitô hữu ở trong thời đại dịch. Câu hỏi thứ nhất đó là cơn đại dịch COVID vẫn đang lây lan rất nhanh ở nhiều nơi trên thế giới với nhiều biến thể mới gần đây. Và chính phủ bắt buộc những ai đi làm cho chính phủ phải chích COVID vaccine. Và một số giáo dân công giáo chúng ta nghe rằng tiến trình sản xuất vaccine chống COVID có nguồn gốc từ những tế bào phôi của việc phá thai. Xin cha cho biết thêm giáo hội dạy gì về vấn đề này, thưa cha. Trong đại dịch COVID đến nay, chúng ta khá quen thuộc với danh từ vaccine và phương thức để sản xuất vaccine trong thời gian gần đây gây khá nhiều tranh cãi. Một trong những điều làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu khi chúng ta đến để nhận vaccine, chữa trị, giúp cho chúng ta phòng COVID-19. Đơn giản bởi vì tiến trình sản xuất của nó bắt đầu từ thập niên 1970-1980, khi những công ty dược phẩm này dùng nguồn gốc từ những mô bào thai, và những mô bào thai này được lấy từ những phôi của các bào thai, trong đó có hai trường hợp, 1973-1985. Và trong hai trường hợp, chắc chắn có một trường hợp người ta nói là từ một trường hợp phá thai. Còn trường hợp thứ hai có thể là do sảy thai hay phá thai thì không biết. Nhưng cả hai trường hợp này đưa ra cái gì? Thứ nhất, từ thập niên 70-80, phương thức dùng để cấy virus và sản xuất vaccine trên những phôi bào thai này, trên những tế bào mô của các phôi thai này đã được thành công, và người ta đã dùng thuốc này để chữa bệnh chẳng hạn như viêm gan A chẳng hạn, hay là một cái bệnh gọi là bệnh sởi của Đức chẳng hạn. Cái thứ hai là các dòng tế bào này hiện nay không còn ở trong các cái cách thức hoặc là cái người ta dùng để chế thuốc ngày nay. Nó chỉ là những cái ban đầu. Còn hiện tại, vaccine hiện tại có nguồn gốc từ phương thức người ta dùng từ thập niên 70-80. Nhưng người ta không còn phá thai hay là không còn dùng những trường hợp phá thai để sản xuất vaccine nữa. Đó là điều chúng ta cần phải để ý. Nhưng câu hỏi là tại sao khoa học lại dùng các bào thai, các cái phôi bào thai để làm việc sản xuất vaccine này? Khoa học gia người ta đưa ra một vài lý do. Lý do thứ nhất là cái con virus nó cũng cần phải phát triển, và các con virus nó có xu hướng phát triển rất tốt trên những tế bào của con người hơn là tế bào của những con vật. Và chúng ta cũng biết đa số những thuốc này được tạo nên cũng để giúp cho chữa bệnh cho con người. Thứ hai là các tế bào phôi thai có thể được sử dụng trong thời gian dài hơn so với những dòng tế bào khác mà người ta đã từng dùng ở trong quá khứ. Và cái thứ ba là các tế bào phôi thai giúp cho họ phát triển, và khi đạt được kết quả thì những dòng tế bào này có thể giúp để giữ thuốc ở một nhiệt độ gọi là nhiệt độ thấp, nhiệt độ bình thường. Và đây cũng là một điều cần thiết trong việc transport, di chuyển các loại thuốc. Vì thế những dòng tế bào khác nó gặp nhiều phức tạp, và chỉ có dòng tế bào từ những phôi bào thai thì giúp làm được việc này. Đó là lý do các khoa học gia người ta phát triển.
Nhưng như tôi nhắc lại là việc vaccine mà chúng ta dùng ngày nay nó không còn dùng trong các loại dùng trong các bào thai bị phá nữa, và không chứa bất cứ một dòng tế bào của phôi thai nào bị phá nữa đâu. Vậy thì trong thực tế ở tại đất Mỹ, chúng ta có hai loại thuốc mà chúng ta vẫn thường dùng, một là Moderna, hai là Pfizer. Hai loại thuốc này sản xuất, đương nhiên họ sản xuất với một cái phương thức gần giống với những gì mà từ thập niên 70-80 đã có, cái nguồn gốc nó nằm ở đó. Nhưng ngày nay, phương thức sản xuất của Pfizer và Moderna, họ có một phương thức khác, họ chỉ dùng những tế bào ở trong phôi thai, cái phương thức mà dùng tế bào của phôi thai đó trong thập niên 70-80, họ dùng để kiểm định, để kiểm chứng hiệu quả của thuốc của họ thôi, chứ trong sản xuất họ không dùng cùng một phương thức. Và đó là lý do tại sao Hội đồng Giáo hội Hoa Kỳ cũng như các nhà đạo đức học cho rằng thuốc Pfizer và Moderna không gây tranh cãi về mặt đạo đức. Đơn giản bởi vì họ không dùng phương thức đó để sản xuất, mà họ chỉ dùng phương thức để kiểm định hiệu quả của nó mà thôi. Điểm thứ hai và cái căng thẳng đó là thuốc Johnson & Johnson. Johnson & Johnson được sản xuất cùng với một phương thức và tiêu chuẩn như những người đã dùng ở thập niên 70-80. Và họ dùng từ cái nguồn gốc đó, nói cách khác là trong quá trình nuôi cấy các cái tế bào phôi thai, họ vẫn dùng, và chính vì thế nó gây nên điểm chú ý. Vì điểm này, Hội đồng Giáo hội Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng là đối với những người công giáo chúng ta, nếu được thì chúng ta không chích Johnson & Johnson nếu chúng ta có sự chọn lựa. Tuy nhiên, trong trường hợp không có sự chọn lựa thì việc bảo vệ mạng sống của con người cao quý hơn. Và vì thế, Hội đồng Giáo hội Hoa Kỳ cũng nói đối với những người già cả, họ không thể đi ra ngoài để chích Pfizer and Moderna được, và họ cần phải có người về nhà để chích cho họ, mà một loại thuốc có thể đem về nhà được ở trong tình trạng của nhiệt độ bình thường, đó là Johnson & Johnson. Thì những người nhà ở các nhà hưu, ở các nhà hưu dưỡng hoặc là ở những nơi mà người ta không thể đi đâu được thì y tá đem về nhà cho họ chỉ có một loại thuốc duy nhất, đó là Johnson & Johnson. Thì Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng trong trường hợp không có sự chọn lựa thì việc chích Johnson & Johnson cũng được chấp nhận, và vì thế anh chị em cũng không cảm thấy gọi là tội lỗi khó chịu khi chúng ta phải chích điều mà chúng ta không có một cái chọn lựa nào khác. Tôi cũng muốn nhắc lại là chính Đức Giáo Hoàng Ngài cũng đã chích thuốc, và hiện tại bây giờ Ngài là một trong những người quảng cáo cho việc chích thuốc chủng ngừa, bởi vì đối với Ngài, việc chích thuốc chủng ngừa không phải chỉ cho chúng ta mà là một hành động bác ái đối với những tha nhân, đối với những người chung quanh nữa. Chúng con cảm ơn cha đã đến với quý khán thính giả trong câu hỏi thứ nhất liên quan về vấn đề giáo hội dạy gì về vaccine COVID. Đến câu hỏi thứ hai cũng liên quan đến tiến trình sản xuất vaccine. Một số người nhân dân lương tâm đã không chịu chích COVID vaccine vì họ cho rằng chúng ta không thể nào cộng tác với sự dữ để làm một việc tốt được. Họ cũng nói rằng giáo hội chấp nhận cho giáo dân làm việc này hay không? Xin cha cắt nghĩa thêm giáo huấn của giáo hội trong vấn đề nên hay không nên chích và tốt hay không tốt trong việc chúng ta chích COVID vaccine. Vậy thì trong tiến trình sản xuất vaccine và như một số người nhân dân lương tâm của họ, họ không cảm thấy thoải mái khi họ đến để chích những loại thuốc mà họ cho rằng là một hình thức gián tiếp để cộng tác với sự dữ. Tôi tôn trọng lời nói của họ và tôi cũng tôn trọng sự thành thật cũng như sự chân thành của họ khi họ nói đến vấn đề lương tâm của họ. Và ở đây không phải họ là người duy nhất nói ra, mà tháng 12 năm 2020, Thánh Bộ Tín Lý ở bên Roma cũng đã ra một thư và nói rằng nếu những ai với lương tâm thấy rằng họ không cảm thấy thoải mái khi chích thuốc, mà những thuốc này đã có một quá trình sản xuất dựa vào sự phát triển của các tế bào mô như tôi đã nói, từ những cái bào thai đã bị phá ra, thì những người này vẫn có quyền không chích. Và thư của tháng 12 năm 2020 cho phép họ cái quyền tự do đó. Và chính vì cho phép họ như vậy, cho nên một số các giáo dân công giáo cũng đã lên tiếng. Ở trong đó chúng ta thấy chẳng hạn như Đức Giám mục của giáo phận
Fort Wayne ở South Bend ở Indiana, là Đức Giám mục Calvin Rhodes, hoặc là Đức Giám mục Joseph Norman của Kansas City, là những người đứng đầu Ủy ban Tín lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng như Đức Giám mục Norman là người đứng đầu của Ủy ban Phò Sự Sống Chống Phá Thai, thì họ cũng ra thư để yên ủi và thông cảm với những giáo dân vì vấn đề lương tâm họ không muốn chết thua. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng muốn nói rằng chính ngay trên đất Mỹ của chúng ta và trong Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ của chúng ta thì họ cũng không thống nhất về vấn đề này. Một số các giáo phận người ta rất gay gắt và bắt gần như là ép buộc giáo dân phải chết. Ví dụ giáo phận El Paso hoặc là giáo phận Lexington của Kentucky, họ đòi hỏi tất cả những giáo lý viên hoặc là những ai làm việc cho giáo phận, tức là làm việc ăn lương đó, bắt buộc những người này phải chích thuốc, mà không chích thuốc thì sẽ bị loại, tức là không còn đi làm nữa, không còn cộng tác nữa. Đây là một trong những hình thức bắt ép. Tôi chưa nói là gần đây chính phủ bắt những người làm việc cho chính phủ phải chích nữa, nhưng mà tôi đang nói về phía giáo hội mà thôi. Rồi bên cạnh đó, trước đây một số các giáo dân xin các linh mục một tờ giấy gọi là giấy chứng vì vấn đề lương tâm họ không chích thuốc, thì một số các giám mục đã cấm không cho các linh mục ra những tờ giấy này. Có nghĩa là họ không ủng hộ việc các giáo dân không chích thuốc, và họ cho rằng việc những giáo dân mà nhân danh lương tâm để nói rằng tôi không chích thuốc bởi vì tôi cảm thấy không thoải mái, bởi vì việc làm chích thuốc là một sự cộng tác với sự dữ. Lời cắt nghĩa của những giám mục cũng như của những người này cho rằng đây là một hành động gọi là cực đoan và ích kỷ, bởi vì mình chỉ có nghĩ tới mình mà không nghĩ tới những người khác. Một vài những giáo phận chẳng hạn như ở San Diego, Đức Giám mục McElroy, ngài không cho phép các linh mục chứng giấy cho bất cứ một ai. Rồi Đức Hồng Y Schubert của Tổng giáo phận Chicago, rồi Đức Hồng Y Dolan của Tổng giáo phận New York chẳng hạn, là những nơi tiêu biểu nói với các linh mục không cho tất cả những cái tờ giấy chứng này cho giáo dân. Nhưng mà bên cạnh đó, tiểu bang Colorado, các giám mục của tiểu bang Colorado hoặc là ở Wisconsin, một số các giám mục vẫn để cho giáo dân được quyền tự do và theo lương tâm của họ, họ có thể làm được như vậy. Nhưng trong bài nói chuyện này tôi muốn nhắc đến anh chị em về từ ngữ theo lương tâm. Vậy thì khi chúng ta dùng từ ngữ theo lương tâm tôi không chích thuốc, hay là theo lương tâm tôi không làm như vậy, việc đó có nghĩa là gì? Thật sự lương tâm là một đề tài rất phức tạp và nó dễ bị hiểu lầm, và khi hiểu lầm nó có thể đem đến những kết quả cũng sai lầm. Có nhiều người tuyên bố theo lương tâm của tôi và dĩ nhiên họ có quyền làm chuyện đó. Ở đây lỗi không phải ở việc họ quyết định rồi họ theo, tức là tôi quyết định không chích hay là tôi quyết định chích, hay là trong theo lương tâm tôi làm việc này việc kia. Như tôi nói, theo lương tâm họ có quyền. Lỗi ở đây là có một số người đã không học hỏi để huấn luyện cho mình có một lương tâm trưởng thành, và vì thế những quyết định của họ có thể là những quyết định sai lạc. Tôi nói ví dụ, cha mẹ nào cũng có quyền giáo dục con cái, và vì thế không ai tranh cãi với cha mẹ về quyền giáo dục con cái. Nhưng liệu chừng cha mẹ khi dùng chữ tôi dùng quyền của tôi để giáo dục con cái và họ quyết định, thì những quyết định của họ có đúng hay sai? Ví dụ một người sống ở trên vùng núi, rồi họ không được học hành, rồi cuộc sống của họ cực khổ, cái nhìn của họ rất là thiển cận. Con cái của họ lớn lên, nhất là con gái, họ nghĩ rằng mày sau này rồi cũng chỉ đi lấy chồng làm dâu người ta thôi, thôi học hành làm cái gì, ở nhà chỉ có chăn trâu nuôi bò rồi cuối cùng chỉ có sinh con đẻ cái. Trong khi thời buổi này, việc học hành người ta có thể đưa đến các buôn, các làng, tức là cơ hội để học hỏi có, nhưng họ không cho con đi học. Không ai tranh cãi về quyền của cha mẹ giáo dục con cái, cho hay không cho con cái đi. Nhưng ở đây tôi muốn nói rằng, nếu quyết định của cha mẹ hạn chế ở chỗ, thôi tương lai chẳng được cái gì cả, rồi cho con cái ở nhà mà không đi học, thì quyết định đó là một quyết định thiển cận, hại đời của con cái. Trách nhiệm giáo dục của họ thì có, nhưng quyết định của họ là một quyết định sai lầm. Thì cũng vậy, đối với những người ở trong việc chích thuốc, thì
Họ có quyền bởi vì đó là quyền lương tâm của họ. Nhưng trước khi nói theo lương tâm tôi, thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên nhìn vào hoàn cảnh hiện tại và những lời dạy, cũng như hoàn cảnh của những người khác. Giáo lý Công giáo số 1776 và những số sau đó giúp cho anh chị em hiểu nhiều về lương tâm. Bởi vì giáo lý Công giáo định nghĩa lương tâm là tiếng nói sâu thẳm nhất ở trong con người của mình ở đó. Tiếng nói lương tâm là tiếng nói của chính Thiên Chúa nói với chúng ta, tiếng vọng của Thiên Chúa nói với chúng ta. Và vì đó là tiếng nói sâu thẳm, là tiếng vọng của Thiên Chúa, cho nên đương nhiên chúng ta bắt buộc phải theo lương tâm của mình. Thánh Thomas Aquino đưa ra một ví dụ, nếu có một người ngoại đạo ở trên núi mà chúng ta đến giảng đạo cho họ về Thiên Chúa và họ tin rằng, tự trong lương tâm họ tin rằng theo đạo Kitô, theo đạo Kitô giáo là một điều sai lạc, thì Thánh Thomas Aquino nói rằng họ không được phép theo, có nghĩa là họ vẫn phải theo lương tâm của họ là vậy. Lương tâm quan trọng lắm, lương tâm cao cả lắm. Vì thế chúng ta cần phải huấn luyện và học hỏi để xây dựng, tạo cho chúng ta một lương tâm trưởng thành theo với lời dạy của giáo hội. Và những ai tự định vị cho mình có một lương tâm mà không cần sự giúp đỡ, không cần theo dõi hay là dựa theo những lời giảng dạy của giáo hội, thì tôi cho rằng việc này là một thiếu sót và có thể việc này sẽ dẫn đưa đến họ trở thành những người cố chấp. Chúng con xin cảm ơn cha đã cắt nghĩa thêm về giáo huấn của giáo hội trong việc chích hay không chích COVID vaccine cho những ai đang băn khoăn, lo lắng liệu có nên chích hay không COVID vaccine. Và câu hỏi cuối cùng gửi đến cha trong chương trình ngày hôm nay cũng liên quan đến đời sống của người Kitô hữu giữa cơn đại dịch. Đó là vấn đề liên quan đến việc rước lễ. Một số giáo dân không theo lời khuyên của các giáo phận, có nghĩa là các giáo quyền địa phương, rước lễ bằng tay. Họ không chấp nhận việc rước lễ bằng tay vì họ cho đó là việc bất kính. Và họ còn trích chứng lời của mẹ Teresa hay là của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Các thánh đã lên tiếng cảnh báo. Cha có lời khuyên gì đối với những anh chị em nhất định không có rước lễ bằng tay? Liên quan tới dịch bệnh thì việc rước lễ ở trên tay và rước lễ ở bằng miệng lại một lần nữa được đem ra để thảo luận. Ở trong mùa dịch thì các giáo phận người ta khuyến khích giáo dân là rước lễ ở tay để đem lại vệ sinh và bảo vệ cho chúng ta cũng như những người khác. Nhưng một số người cũng cho rằng việc rước lễ trên tay là một việc bất kính đối với Thiên Chúa, bất kính đối với Bí tích Thánh Thể. Thật sự lý luận này nó cũng có từ xưa, nhất là đối với việc rước lễ bằng miệng. Chúng ta biết là Bí tích Thánh Thể phát triển rất mạnh từ sau thế kỷ thứ 12, 13 và với sự đóng góp rất nhiều của Thánh Thomas Aquino. Và chính Ngài cũng đã nói không có gì xứng đáng để động đến mình mẫu Thánh Chúa ngoại trừ những bàn tay đã được thánh hiến sức dầu. Ý Ngài muốn nói tới tay của các linh mục. Ngoài ra thì đương nhiên rước lễ bằng lưỡi như là một hình thức cung kính nói theo văn hóa của Tây Phương. Chưa nói là bên cạnh sự cung kính chúng ta có thể hoặc là quỳ gối hoặc là gục đầu hoặc là làm những cái thái độ mà với con người chúng ta cho rằng đây là những thái độ cung kính xứng đáng. Nhưng nếu chúng ta đi sâu vào thần học thì thật sự tay hoặc miệng hoặc lưỡi chẳng có cái gì xứng đáng trước mặt Thiên Chúa cả. Một số người trích ra những câu nói chẳng hạn như của chị Thánh Faustina từ năm 1930, chị viết trong nhật ký, hay là lời của mẹ Teresa, rồi một số những người lại cho rằng những người này nói hoặc là Thiên Chúa Giê-xu hiện ra chỗ này chỗ kia để nói rằng việc rước lễ trên tay là một điều bất kính. Thì thật sự tôi nghĩ rằng điều này cũng hơi quá đáng. Bởi vì việc Hội đồng Giám mục Canada cũng như Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hầu và nhiều nơi trên thế giới ngày nay, khi họ xin phép Roma cho người dân được rước lễ trên tay, họ có rất nhiều lý do. Việc mà chúng ta diễn dịch rằng rước lễ trên tay là một điều bất kính, thì tôi nghĩ có thể chúng ta cũng hơi thiển cận.
Những ai có dịp đi qua bên Phi Châu chẳng hạn, hoặc là bên, tôi nói đi đối với người Ấn Độ, chúng ta thấy người Ấn Độ khi họ ăn cơm thì họ dùng tay, không phải bởi vì họ không có tiền để sắm một vài chiếc đũa hay là dùng một cái que như là người Tàu với người Việt Nam chúng ta để dùng đôi đũa mà ăn, không phải. Nhưng trong quan niệm thiêng liêng của họ từ xưa, cha ông họ dạy rằng hột bắp, hột cơm, hột lúa là hột ngọc trời cho. Và vì thế, không có gì xứng đáng để động vào những của quý trời cho bằng tay là chính ông trời dựng nên cho mình. Vì thế họ dùng bằng tay là một thứ rất quý để đụng vào một món ăn, tức là lúa, thóc, cơm, thức ăn, là những thức ăn quý trời cho. Bởi vì cái này mới xứng đáng, còn tất cả những vật chúng ta dựng nên, muỗng, nĩa, đĩa vàng, đĩa bạc, tất cả những cái đó bất xứng. Lại một lần nữa, tùy theo quan niệm mà chúng ta cắt nghĩa. Và những ai có dịp đi qua bên Phi Châu, tôi thì có dịp đi qua bên Zambia bởi vì anh em của chúng tôi ở bên đó. Thì người Nam Phi họ cho rằng ở trong con người của chúng ta cái lưỡi là dơ bẩn nhất. Và điều này có thể là họ trùng hợp với ý kiến của Chúa Giê-xu ở trong Marco chương 17. Khi Chúa Giê-xu nói rằng không có gì ở trong con người của chúng ta từ ngoài vào mà nó làm cho con người ô uế, nhưng những gì ở trong đưa ra mới làm cho con người của chúng ta ô uế. Ngài nói để cảnh tỉnh những người Pha-ri-siêu cho rằng những gì mà họ giữ luật bên ngoài là điều quan trọng, nhưng Ngài lại khác. Tư tưởng của Ngài là những điều ở bên ngoài đưa vào nó không làm ô uế, mà chính con người của chúng ta biến chất, và khi chúng ta thốt ra những lời cay đắng nó trở thành ô uế. Nhưng một phần nữa, trở lại lịch sử, từ thế kỷ thứ tư, Thánh Cyril của thành Jerusalem, Ngài viết trong thư cho giáo dân của Ngài: khi lên rước lễ, chúng ta đặt tay phải ở trên lòng tay trái như một vương miện, như một cái vương miện để đón nhận vua Kitô. Và đây là lời giảng dạy của Ngài, vì thế việc rước lễ bằng tay đã có từ thế kỷ thứ tư. Nhưng ở đây tôi cũng muốn nói, nếu cứ bình thường, thì trong hoàn cảnh bình thường thì thôi cũng chấp nhận được. Chúng ta cũng dạy con cái nên rước lễ bằng miệng để tỏ lòng cung kính. Nhưng đây là thời kỳ của đại dịch, và chúng ta biết đại dịch thì nó lây lan theo luật tự nhiên, và luật tự nhiên là do Thiên Chúa dựng nên chứ không phải của chúng ta. Vì thế, việc rước lễ bằng tay mà Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và nhiều giám mục khuyến khích chúng ta là để bảo vệ chúng ta cũng như bảo vệ người khác. Thử hỏi nếu chúng ta đối diện với Chúa Giê-xu bây giờ và chúng ta hỏi Ngài, lạy Chúa, đến trước mặt Chúa con cung kính Chúa bằng cách con rước lễ bằng miệng, và giám mục khuyên con nên rước lễ bằng tay để bảo vệ tha nhân của chúng con như là một hành động bác ái, Chúa muốn con làm cách nào? Tôi tin chắc Chúa Giê-xu sẽ nói với các bạn là làm một hành động bác ái. Bởi vì chính Ngài ở trong phúc âm của Luca chương 14, Ngài nói với những người Pha-ri-siêu, có ai trong các ngươi khi có một con bò rơi xuống giếng vào ngày Sa-bát mà các ông không cứu lên không? Hay có ai trong các ngươi trong chương 13 có một con bò vào ngày Sa-bát mà các ông không cởi dây để cho nó đi uống nước không? Nói cách khác, việc làm bác ái để cứu sống một người khác rất quan trọng. Và ngay cả việc làm đó nó phá luật của Ngài Sa-bát. Nhưng bởi vì cứu người quan trọng, cho nên Ngài đồng ý việc phá luật khi Ngài nói với những người Pha-ri-siêu, các ngươi đừng giả hình. Ở đây tôi chỉ muốn nói chính chúng ta trong việc rước lễ bằng tay hay bằng miệng, không phải việc chúng ta nghĩ rằng rước lễ bằng miệng đem lại sự tôn kính, mà thật sự trong chúng ta chẳng ai xứng đáng để rước Ngài. Việc Ngài đến với chúng ta chẳng qua là Ngài yêu thương, và Ngài đến với chúng ta ngay cả chúng ta trong tình trạng tội lỗi. Tuy nhiên là con người thì chúng ta cũng nên tỏ lòng tôn kính hết sức có thể. Nếu trong hoàn cảnh bình thường thì việc chúng ta rước lễ bằng miệng là một điều rất tốt, bởi vì đó là lòng tôn kính của chúng ta. Trừ khi chúng ta là những người ở Nam Phi cho rằng việc rước lễ bằng lưỡi là một việc tương đối là không có sạch sẽ gì, bởi vì cái lưỡi là nguyên nhân của mọi tội lỗi, thì cái tư tưởng đó nó khác. Nhưng ở đây tôi đang nói với hoàn cảnh ở ngay tại Mỹ. Vậy thì việc các hội đồng giám mục Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ xin chúng ta khuyến khích chúng ta rước lễ bằng tay, liệu chừng chúng ta có coi đây là một việc bác ái chúng ta làm và chúng ta phá lệ mà chúng ta vẫn theo từ xưa đến nay rước lễ bằng miệng không? Bởi vì nếu trong ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu thách thức những người Pha-ri-siêu, các ông phá lệ để cứu một con vật, thì liệu chừng chúng ta có thể phá mà lệ này riêng của chúng ta để cứu sống chúng ta hoặc phải cứu sống những người chung quanh không?
Tôi chỉ nghĩ rằng nếu anh chị em có dịp hỏi Chúa, lạy Chúa muốn con rước lễ và kính trọng Chúa bằng miệng, hay Chúa muốn con theo với lời khuyến khích của giám mục là để rước lễ bằng tay để bảo vệ cho những người chung quanh, thì tôi tin chắc Chúa sẽ nói với mỗi một người anh chị em trong tâm tình của anh chị em, hiểu Ngài muốn nói gì với từng người. Vâng, chúng con chân thành cảm ơn Cha đã đến với chúng con bằng những lời giải đáp rất thiết thực, rất hữu ích cho đời sống niềm tin hàng ngày của chúng con. Chúng con hy vọng sẽ được tiếp truyền với Cha trong những chương trình tới. Ước mong rằng qua những chia sẻ, những chỉ dẫn của Cha giúp cho chúng con không có phải quá nao núng, quá sợ hãi hay băn khoăn giữa cơn đại dịch COVID này. Luôn vững tin hơn rằng Chúa hằng đồng hành với mỗi người chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha và xin hẹn gặp lại Cha trong các chương trình lần tới. Lạy Chúa, thế giới đang trải qua cơn đại dịch COVID. Nhiều người đang hoảng sợ, đang lung lạc niềm tin. Xin Chúa thương chữa lành, xin Chúa thương nâng đỡ những ai đang lao đao, khốn khó vì cơn đại dịch COVID. Xin củng cố niềm tin, củng cố lòng mến trong chúng con, để trong mọi biến cố, chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng con và luôn tín thác nơi lòng thương xót của Ngài. Lạy mẹ Maria, lạy thánh cả Giuse, xin cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con được thêm lòng tin yêu và lòng cậy trong phó thác hoàn toàn cho thánh ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Và giờ đây xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.